kinh Đại Phật đảnh cứu cánh kiên cố về mật nhân của Như Lai về chư Bồ Tát. Nguyện hạnh để tu chứng liễu nghĩa, kinh Lăng Nghiêm, quyển 10. Này e nan, khi thiện nam từ ở kia tu hành chánh định đạt đến chấm dứt của tưởng uổng mộng tưởng thông thường của người ấy sẽ tiêu diệt, kể từ đó sẽ không còn có khác biệt giữa ngũ què thức. Sự nhận giác của họ sáng tỏ rỗng không, về tĩnh lặng tựa như bầu trời quang đãng. Những ảnh tượng thô vô trọng của trần cảnh sĩ chẳng còn hiện ra ở trước người ấy nữa. Họ quan sát sông núi đất đai về tất cả pháp trên thế gian như hình ảnh phản chiếu ở trong tấm gương sáng. Khi chúng đến thì không chỗ dính mắt, khi chúng hướng đi thì không thấy tung tích. Què chỉ là sự thọ nhận hư vọng từ phản chiếu ứng hiện. Họ lìa khỏi hoàn toàn tạp khí dễ dối mè đẻ từng yêu mến què, chỉ còn lại tinh yên hiên chân thật của thức. Kể từ đó, căn nghiên sanh diệt được phơi bày từ họ có thể thấy tường hường tận 12 thể loại chúng sanh ở khắp mười phương, tuy vẫn chưa có thể thông suốt đầu mối nguyên nhân của mỗi sinh mạng, nhưng họ có thể thấy nguồn gốc chung của tất cả sự sống. Hình ảnh nó hiện ra tựa như ảo ảnh nhấp nháy què rung chuyển, đó là chuyển thiên chốt tột ột cùng mè các căn què trần cảnh của chúng gặp nhau. Đây gọi là tới khu vực của hành uẩn. Nó nếu họ có thể thấy tánh cội nguồn rung chuyển nhấp nháy này rồi chuyển tánh vào bồn nghiêng thanh trừng, thì gốc của Phật của tạp khí sẽ lắng trong quý như làn sóng không lớn diệt mất, thì sẽ biến thành mặt nước tĩnh lặng. Đến giai đoạn này thì gọi là đạt đến chấm dứt của hình uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trượt của chúng sanh, quán xét nguyên nhân do hành uẩn về thấy căn bổn vọng tưởng của nó ẩn khuất sâu kín trong tâm. Này e nan, nên biết rằng thiện nam tử kia được chánh tri ý kiến về trong pháp tu của chỉ hỷ đẻ ngưng trụ trong quen bằng với chánh tâm của mình, mười loại thiên ma sĩ không còn hồn cơ trục lợi được nữa. Tiếp theo người ấy có thể hệ sĩ quan sát tường tận ở bổn nghiêng tự sống của tất cả hệ thể loại chúng sanh. Khi bổn nghiêng về sự sống của chúng sanh được hộ liễu, họ quan sát nhiễm động quy tế ở bổn nghiêng của chúng. Nếu giữa lúc quan sát bổn nghiêng của chúng mà khởi sanh tính toán, người ấy có thể sẽ rơi vào một trong hai loại hị luận về vô nhân. Người ấy ý thấy khởi đầu của sự sống chẳng có nhân, vì sao thế? Bởi người ấy để hoàn toàn phát trừ tánh sanh khởi của tưởng uổng, nương vào 800 công đức của căn mắt, họ có thể thấy tất cả chúng sanh lưu liếm chuyển xây quần trong vòng nghiệp suốt 80 kiếp đẻ quê của họ. Khi họ chết ở đây rồi lại sanh nơi kia, về chỉ thấy chúng sanh luân hồi ở nơi đó, còn ở ngồi 80.000 kiếp rồi tối tăm chẳng thấy gì đến thọ lè thọ liền ở nơi khi đó, còn ở ngồi hồi đó. Nó cho rằng 80 kiếp để quê
hết thảy chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều tự có mẹ chẳng do nhân gì cho bởi tính toán như thế. Họ sĩ quên đạo tâm để đạt đến chánh biến tri, độ lạc, ngồi đạo, huệ mê muội, tánh giác ngộ. Người ấy thấy kết thúc của sự hữu sống chẳng có nhân. Vì sao thế? Bởi người ấy để quan sát căn duyên của tất cả chúng sanh, họ nhận biết rằng người sanh trở lại làm người, chim sanh trở lại làm chim, quệ đen luôn vốn là đen, ngỗng trắng luôn vốn là hề trắng, chư thiên quệ nhân vốn là loại luôn đứng thẳng, loại bàn xanh vốn luôn đi ngang, tẩy rửa không làm cho ngỗng trắng trở thành trắng, què nhuộm màu ù không cho què điên trở thành điên. Thế là họ cho rằng từ 80.000 kiếp đẻ que cho đến thời điểm hiện tại, chúng không hề có sự thay đổi nào. Người ấy lại bảo rằng như bây giờ ta quan sát cho đến hết cuộc đời này thì sự kết luận cũng lại như vậy. Sự thật ta xưa nay chưa từng thấy giác ngộ, thế là thì làm sao có hóa việc gọi là thành tựu giác ngộ. Do đó phải biết rằng hiện tại tất cả vật tượng đều vốn chẳng có nhân, do bởi tính toán như thế họ sĩ quên đạo tâm để đạt đến chánh biến tri, độ lạc, ngoại đạo, về mơ muội, tánh giác ngộ. Đây là lập luận vô nhân chứ nhất của ngoại đạo này. E nan, ở trong chánh định đó, do thiện nam tử kia để ngư trụ trong quang minh bằng hằng với chánh tâm của mình, nên chúng húng mê sĩ không thể trục lợi. Tiếp theo, người ấy có thể sĩ quán quan sát tường tận về thường hằng, về nhiễm động quy tế ở bổn nghiêng sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán sát thường hằng của chúng mà khởi sanh tính toán, người ấy có thể sĩ rơi vào hầu một trong bốn loại luận về thường hằng biến khắp. Khi nghiên cứu tận cùng về tánh của cảnh của tâm, người ấy có thể sẽ kết luận rằng cả hai xứ đó đều chẳng có nhân. Nhân bởi sự tu tập, họ có thể biết được sanh tử trong vòng 20 kiếp, 20.000 kiếp đẻ que của hết thảy chúng sanh khắp mười phương. Họ có thể sĩ quán sát rằng suốt quãng thời gian đó, tuy những chúng sanh kia đều tuần hoàn trong luân hồi, nhưng tấm què cảnh của tâm họ chưa từng bị tan hăng mất. Nhân què e sự tính toán của tâm, người ấy cho rằng tánh què cảnh của tâm là thường. Khi nghiên cứu tận cùng về căn nguyên của bốn đại, người ấy có thể sĩ kết luận rằng tánh của bốn đại là thượng trụ. Nhân bởi sự tu tập, họ có thể biết được sanh tử trong vòng 40 kiếp đẻ que he của hết thảy chúng sanh khắp mười phương. Họ có thể sĩ quán sát rằng suốt quãng thời gian đó, thể tánh của bốn đại điều là thường hằng què hề chúng chưa từng bị tan mất. Nhân què sự tính toán của tâm, người ấy cho rằng tánh của nó đại là thường. Khi nghiên cứu tận cùng về thức của ý, thức truyền thống, què tạng thức, người ấy có thể sẽ kết luận rằng tánh bổn nguyên của chúng là thường hằng. Nhân bởi sự tu tập, họ có thể biết được sanh tử vòng 80.000 kiếp đẻ quê hay của
hết thảy chúng sanh biến khắp mười phương họ có thể hễ sĩ quán xét suốt quãng thời gian đó, tuy những chúng sanh kia tuần hồn trong luân hồi nhưng các thức của họ chưa từng bị tan mất, xưa nay luôn thường trụ, huệ tánh của chúng vĩnh viễn không bao giờ mất. Nhân sự qua sự tính toán của tâm, người ấy cho rằng tánh của các thức này là thường. Do để đạt đến chấm dứt căn nguyên của tưởng uổng nên nhân của vọng tưởng không còn khởi sanh, ở trong trạng thái chảy dừng huệ chuyển của hèn uổng tưởng tâm là nhân của sanh diệt, về bây giờ nó để vĩnh viễn dừng hẳn, cho nên ở trong đó họ có thể hễ sĩ sử nhiên nghĩ rằng đây là trạng thái của không sanh không diệt. Nhân quê sự tính toán của tâm, người ấy cho rằng trạng thái đó là thường. Do bởi tính toán như thế, họ sẽ quên đạo tâm để đạt đến chánh biến tri độ lạc ngội đạo, về mơ muội tánh giác ngộ. Đây gọi là lập luận nguyên thường thứ nhì của ngội đạo, lại ở trong chánh định. Do thiện nam tử kia để ngang trụ kiên cố trong chánh tâm của mình nên chúng mê sĩ không thể trục lợi. Tiếp theo, người ấy có thể sĩ quán xét tường tận về thường hằng, về nhiều yếu động quy tế ở bổn nguyên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán xét mà không khởi sanh tốn về nghĩa hễ về nhân, người ấy có thể sĩ rơi vào một trong bốn loại luận về cái thấy điên đảo, rằng một nửa hứa là thường và một nửa là vô thường. Khi quán xét tâm nhiệm màu trong xét hán biến khắp các thế giới trong mười phương, người ấy có thể sẽ cho rằng tâm trạng hẹn nhiên là thần nghĩa cứu cánh. Kể từ đó, người ấy sẽ nghĩ rằng thần nghĩa này ngưng trụ trong ánh sáng và bất động khắp mười phương. Người ấy cho rằng tất cả chúng sanh tự sanh ra và tự diệt mất ở trong tâm của mình, thế nên người ấy có thể sẽ kết luận rằng thần nghĩa này là thường. Còn những chúng sanh trải qua sanh diệt kia đích thật là vô thường. Thay vì quán sát tâm của mình, người ấy lại quán khắp các quốc hất độ nhiều như cái sông Hằng ở trên mười phương. Người ấy có thể thấy các thế giới đang ở kiếp hội nên cho rằng các thế giới đó cứu cánh là vô thường. Còn có thể các thế giới không ở trong kiếp lợi thì cho rằng các thế giới ý đó cứu cánh là vô thường. Người ấy là có thể sẽ chú ý hí quán sát về sự tinh tế ẩn mật của tâm mình rồi thấy đó, nó tựa như quy trần lưu chuyển khắp mười phương, về tánh của chúng không hề biến đổi. Người ấy có thể cho rằng sự việc sự quy tế của tâm đó khống chế sanh tử hữu của thân này. Do vậy, người ấy có thể sẽ kết luận rằng nó là tánh bất lộ hội về tánh nghĩa thường hằng. Ở còn tất cả sanh tử lưu xuất từ tánh nghĩa thường hằng thì phải vô thường. Khi nhận biết được chấm dứt của tưởng uổng và thấy dòng chảy của hành uổng, người ấy có thể sẽ cho rằng dòng chảy liên tục của hành uổng là thường. Sắc uổng, họ thọ uổng và tưởng uổng bây giờ để diệt tận nên người ấy có thể cho rằng chúng là vô thường.
Do bởi tính toán rằng một nửa là thường và một nửa là vô thường, họ sẽ độ lạc ngội đạo về mơ muội tánh giác ngộ. Đây là bốn loại luận: về một nửa là thường, về một nửa là vô thường, là lập luận thứ ba của ngội đạo, lại ở trong chánh định. Do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng ma sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy, có thể sẽ quán sát tường tận về hề thường hằng, về nhiễm động quy tế ở bổn nguyên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán sát mà khởi sanh tính toán về phân loại, người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bốn loại luận: về cái gì có giới hạn, về cái gì không giới hạn, người ấy có thể sẽ cho rằng dòng chảy của bổn nguyên sự sống tiếp tục hoạt động chẳng ngừng. Do đó người ấy kết luận rằng quá khứ về vị lai có giới hạn, còn tâm hoạt động liên tục ở hiện tại là không giới hạn. Người ấy có thể sẽ quan sát về thấy chúng sanh suốt 80.000 kiếp đã qua, nhưng trước của 80.000 kiếp đã qua thì hoàn toàn chẳng thấy chẳng nghe. Quãng thời gian mà chẳng thấy chẳng nghe thì người ấy cho rằng là không giới hạn, còn quãng thời gian mà thấy có chúng sanh thì người ấy cho rằng là có giới hạn. Người ấy có thể cho rằng sự nhận biết của mình là không giới hạn về tất cả, người khác đều nhận ra ở trong sự nhận biết của mình. Tuy nhiên người ấy không hề biết về sự cảm nhận của người khác. Do đó người ấy có thể sẽ kết luận rằng sự nhận biết của họ có giới hạn chứ chẳng phải không giới hạn như của mình. Người ấy có thể sẽ nghiên cứu tận cùng về hành uổng để đạt đến sự chấm dứt của nó, dựa trên cái thấy về con đường của tâm mình. Người ấy có thể sẽ tính toán về hề cho rằng một nửa tâm của một những chúng sanh là bị sanh diệt, còn một nửa kia thì không bị sanh diệt. Do đó người ấy sẽ có thể kết luận rằng một thứ trên thế giới là một nửa có giới hạn và một nửa không có giới hạn. Do bởi tính toán về hề cái có giới hạn về cái thấy không giới hạn, họ sẽ độ lạc ngội đạo về mơ muội tánh giác ngộ. Đây là bốn loại luận: về hề cái gì đó có giới hạn, về cái gì không giới hạn, là lập luận thứ tư của loại đạo, lại ở trong chánh định. Do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng mê sẽ không thể trục lợi tiếp theo người ấy, có thể sẽ quán sát tường tận về thường hằng, về nhiễm động quy tế ở bốn nguyên sự sống của tất cả hệ thể loại chúng sanh. Nếu giữ lúc quán sát mà khởi sanh tính toán về tri kiếp, người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bốn loại luận: điên đảo mơ hồ, về biến những kế hư luận của bất tử. Người ấy có thể quán sát về căn nguyên biến hóa của sự uổng. Nếu có sự đổ dời ở trong dòng chảy thì người ấy gọi là nó là biến đổi. Nếu thấy sự tương tục ở nơi dòng chảy thì người ấy gọi là thường hằng. Người ấy sẽ nói rằng những gì trông thấy thì gọi đó là sanh, còn những gì chẳng thấy chẳng trông thấy thì nó gọi là diệt. Nếu có sự tương tục không ngừng ở nơi dòng chảy thì người ấy gọi nó là
Do bởi tăng huệ nếu có lúc dầm chảy tương tục mè, có gián đoạn thì người ấy gọi thì nó là do bởi giảm người ấy gọi hội ý tất kể những nơi sanh ra mè để quán sát là hoàn toàn có huệ người ấy gọi tất kể những nơi diệt mất mè quán sát là hoàn toàn không với phương cách quán sát tất kể ở trong ánh sáng của hành uẩn. Người ấy lập ra nhiều kết luận khác nhau về những điều phù đã thấy. Nếu có ai cầu học luận thuyết của người ấy mà đến hỏi về hề nghĩa lý thì sẽ đáp rằng ta nay cũng sanh về cũng diệt, cũng có về cũng không, cũng tăng về cũng giảm. Ở một lúc, người ấy luôn nói lời rối loạn về khiến cho người kia quên mất câu hỏi ban đầu. Người ấy có thể sẽ quán rõ ở tâm của mình về thấy mọi thứ đều không tồn tại nhân bởi chúng hứng về được về không tồn tại, nên nếu có hóa ai đến hỏi thì người ấy ý chỉ trẻ lời với một chữ là không, ngồi chữ ở không thì hoàn toàn chẳng nói gì khác. Người ấy có thể sĩ quán rõ về tâm của mình, về thấy mọi thứ đều tồn tại nhân bởi chúng hứng được về có tồn tại. Như nếu có ai đến hỏi thì người ấy chỉ trả lời với một chữ là có, ngồi chữ có thì hoàn toàn chẳng nói gì khác. Người ấy có thể sĩ thấy mọi thứ hư vừa có tồn tại vừa không tồn tại. Do bởi trải nghiệm sự mâu thuẫn như thế nên tâm của người ấy cũng rối loạn. Nếu có ai đến hỏi thì sẽ đáp rằng cũng có tức là cũng không, nhưng ở trong không thì cũng là hề chẳng có. Tất cả lời nói ra của người ấy đều mơ hồ và hoàn toàn không thể luận bàn với họ. Do bởi tính toán mơ hồ về có tồn tại và không tồn tại, họ sẽ độ lạc ngội đạo và mơ muội tánh giác ngộ. Đây là bốn loại luận điên đảo: mơ hồ về biến kế hư luận của bất tử là lập luận thứ năm của ngội đạo, lại ở trong chánh định. Do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tinh tâm của mình nên chúng mê sẽ không được trục lợi. Tiếp theo, người ấy có thể sẽ quán xét tường tận về thường hằng để nhiễm đạo tổng quy tế thế ở bốn nghiên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán mè hề khởi sanh tính toán về dòng chảy vô tận, người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đảo phát khởi về tướng tồn tại. Sau khi chết hoặc người ấy chấp trước kiên cố về thân của thể của mình nên sẽ nói rằng sắc thân là chân nghĩa của mình. Hoặc người ấy thấy rằng bản ngã của mình trùm khắp tất cả hệ quốc lộ độ nên sẽ nói rằng chân ngã của mình bao hàm hết thảy sắc tướng. Hoặc người ấy cho rằng tất cả duyên đều tùy theo sự trải nghiệm của mình nên sẽ nói rằng sắc tướng thuộc về hệ sự trải nghiệm của mình. Hoặc người ấy kết luận rằng bản ngã của mình y tự hựa vào hầu sự tương tục của hành uẩn nên sẽ nói rằng hằng chân ngã của mình ở tại sắc tướng. Đây là những lời suy đoán về sắc tướng tồn tại. Sau khi chết xây quần với những suy đoán như thế, người ấy có thể sẽ áp dụng chúng vào bốn uẩn đầu hù nên tổng cộng
Sĩ có 16 tướng tồn tại, từ đó người ấy có thể sĩ cho rằng phiền não sĩ luôn về phiền não, giác ngộ sĩ lề giác ngộ tánh của kẻ hai cùng xua đuổi què không tiếp xúc với nhau, do bởi tính toán về tương ứng tồn tại, sau khi chết họ sẽ đọa lạc ngồi đạo về mê muội tánh giác. Đây là những lời luận điên đảo về tướng tồn tại sau khi chết của năm uẩn, là lập luận thứ sáu của ngồi đạo, lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng ma sĩ không thể trục lợt lợi tiếp theo. Người ấy có thể sĩ quan sát trường hưởng tận về thường hằng, về nhiễu động quy tế ở bổn nguyên sự sống, về tất cả thể loại chúng sanh. Trước đó người ấy để diệt trừ uẩn sắc uẩn thọ uẩn về tưởng uẩn. Nếu giữa lúc quán sát mà khởi sanh tính toán thì người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đảo, phát khởi về tướng không tồn tại của chúng sanh. Khi chết, khi đã thấy sắc uẩn diệt mất trong định, người ấy có thể hệ sĩ cho rằng thân của mình tồn tại hệ mà chẳng có nhân. Khi để quán tưởng uổng diệt mất ở trong định, người ấy có thể sĩ cho rằng tâm của mình sĩ có chỗ kết nối. Khi để biết thọ uổng diệt mất trong định, người ấy có thể sĩ cho rằng căn ý của mình không thể hề liên tục liên kết với hơi trần cảnh, do tánh của ba uẩn này để tiêu tan, mặc dù hồn uẩn vẫn còn hoạt động. Người ấy có thể sĩ cho rằng vì không có hó thọ hay tưởng, do họ sĩ đồng như cỏ cây, người ấy có thể sĩ cho rằng tánh chất hiện tiền của những uẩn đó mà hề còn chẳng thể được. Vậy thì làm sao ưu lại có các tướng sau khi chết chứ? Nhân bởi suy xét như thế nên cho rằng các tướng không tồn tại sau khi chết. Xây quần với những suy đoán như thế, người ấy có thể sẽ áp dụng chúng vào bốn uẩn đầu, nên tổng cộng sẽ có 8 tướng không tồn tại. Từ đó người ấy có thể sĩ cho rằng tịch diệt, huệ nhân huệ, cứu cảnh, điều độ, ổn diệt, chỉ có danh tự huệ tất cả điều là không, do bởi tính toán huệ tướng hướng không tồn tại. Sau khi chết họ sĩ đọt họa lạc ngội đạo huệ mê muội tánh giác ngộ. Ồ, đây là những lợi luận điên đảo về tướng không tồn tại sau khi chết của năm uẩn, là hề lập luận thứ bảy của ngội đạo. Lại lội trong chánh định do thiện nam tử kia đã ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng mê sĩ không mơ trục lợi tiếp theo. Người ấy có thể sĩ quán sát trường tận về thường thường hàng quen nhiễm phú động ổn quy tế ở bổn nguyên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Hành uổng của người ấy thì vẫn còn ở trong định, nhưng sắc uổng thọ uổng về tưởng uổng thì để diệt. Nếu giữa lúc quán xét mà không sanh tính toán trái nghịch về các uổng có hớ tồn tại hay không tồn tại, thì người ấy có thể sẽ rơi vào ý tưởng điên đảo, phát khởi về tướng tồn tại và không tồn tại của chúng sau khi chết điều chẳng có. Khi quán sát ở trong sắc uẩn thọ uẩn về
Hệ tưởng uổng người ấy có thể sẽ thấy rằng mặc dù hành uổng dừng hường như tồn tại, như hư nó thật, thật chẳng tồn tại. Khi quán xét ở trong dòng chảy của hữu hành uổng, người ấy có thể sẽ thấy rằng mặc dù sắc uổng, thọ uổng, về tưởng uổng dừng như không tồn tại, như hương chúng thật sự tồn tại, xoay quần với những hưởng si đốn như thế, người ấy có thể sẽ áp dụng chúng vào bốn uổng đầu, nên tổng cộng sẽ có tám tướng tồn tại và không tồn tại. Từ đó người ấy có thể sẽ kết luận rằng tướng tồn tại và không tồn tại của bốn uổng sau khi chết đều chẳng có. Lại nữa, dựa vào những suy đoán rằng tánh của các hành là đổi dời què sai lầm, người ấy cho rằng tâm của mình để thông suốt què khai ngộ, mặc dù người ấy để kết luận rằng tướng tồn tại thì què không tồn tại của các uổng đều chẳng có, nhưng thật ra người ấy vẫn đang đánh mất cái gì thật về cái gì chẳng thật của chúng, do bởi tính toán về tướng tồn tại về một không tồn tại của cách uổng sau khi chết đều chẳng có, nên sự hiểu biết về tương lai để chấm dứt của hành uổng trở thành hung ốm ém về chẳng thể biết gì. Cuối cùng họ sĩ đọa lạc ngồi đạo què mơ muội tánh giác ngộ. Đây là những loại luận điên đảo về tướng tồn tại què không tồn tại của năm uổng sau khi chết đều chẳng có, lại là lập luận thứ 8 của ngồi đạo. Lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia để ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng ma sẽ không thể trụ lợi. Tiếp theo, người ấy có thể sẽ quán sát tường tận về thường hằng, về nhiễm động quy tế ở bốn nghiêng sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán sát mà khởi sanh tính toán rằng không có sự tồn tại hệ sâu hành uổng, thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong bảy loại luận đoạn diệt. Người ấy có thể sẽ tính toán rằng thân của thân loại là thân của chư thiên thuộc sáu tầng trời ở cõi dục là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cảnh thiên thứ nhất là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cảnh thiền thứ nhì là đoạn diệt, hoặc thân của chư điên ở cảnh thiền thứ ba là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cảnh thiền thứ tư là đoạn diệt, hoặc thân của chư thiên ở cõi vô sắc là vô đoạn diệt. Xây quần với những suy đoán như thế, người ấy sẽ nghiên cứu tường tận về bảy ranh giới trên rồi kết luận rằng chúng sanh diệt, sanh hiện tại sẽ diệt mất về một hộp, khi họ để diệt mất thì sẽ không còn sanh trở lại, do bởi tính toán về đoạn diệt của chúng sanh sau khi chết, họ sẽ đọa lạc ngồi đạo về mơ muội tánh giác ngộ. Đây là những loại luận điên đảo về đoạn diệt của chúng sanh sau khi chết. Ở trong hông năm uổng là lập luận thứ 9 của ngồi đạo. Lại ở trong chánh định do thiện nam tử kia để ngưng trụ kiên cố trong chánh tâm của mình, nên chúng ma sẽ không thể trục lợi. Tiếp theo, người ấy có thể sẽ quán tường tận về thường hằng, về nhiễu động
quy tế ở bốn hỗn nguyên sự sống của tất cả thể loại chúng sanh. Nếu giữa lúc quán xét mà khởi sanh tính toán rằng có sự tồn tại sâu hành uẩn, thì người ấy có thể sẽ rơi vào một trong năm loại luận tịch diệt. Người ấy có thể sẽ cho rằng các tầng trời ở cõi dục là chốn nương tựa chân chánh, do vì quán hắn thấy thấy ánh sáng tròn đầy thì về chúng húng của chúng sanh, về hề sanh tâm yêu mến, hoặc cho rằng cảnh thiền hiền thứ nhất do vì tánh của chúng sanh nơi đây chẳng ưu sầu, hoặc cho rằng cảnh thiền thứ nhì do vì tâm của chúng sanh nơi đây chẳng hẳn khổ não, hoặc cho rằng cảnh thiền thứ ba do vì chúng sanh nơi đây được niềm vui vô cùng, hoặc cho rằng cảnh thiền thứ tư do vì khổ vui điều tiêu vong, về nghĩ rằng chúng sanh nơi đây chẳng còn trải qua luân hồi nữa. Người ấy sẽ hiểu sai về những cõi trời hữu lậu đến đó mà cho chúng sanh cảnh giới vô vi, do chúng sanh ở năm nơi kia được an ổn, nên người ấy sẽ chỉ cho rằng chúng húng là chốn nương tựa thanh tịnh, thù thắng xây quần. Với những suy đoán như thế, người ấy sẽ kết luận rằng năm nơi đó tịch diệt cứu cánh. Cho bởi tính toán như thế, về chẳng về hề cho rằng có thể vào tịch diệt ở năm nơi đó, họ sẽ đọa lạc ngội đạo, hậu về mơ muội tánh giác ngộ. Đây là những loại luận điên đảo mà cho rằng có thể vào tịch diệt quê năm nơi đó ở trong năm uẩn là lập luận thứ 10 của ngội đạo. Này e nan, 10 loại kiến giải điên cuồng giữa lúc tu tập tỉnh lự như thế đều là do sự giao tiếp của tâm với hành uẩn nên mới xuất hiện những nhầm lẫn ấy. Do chúng sanh mê muội què chẳng hẳn thể tự suy ngẫm chính xác, nên khi gặp những trường hợp đó hiện tiền, họ sẽ nhận mê què lè giác què tâm, nói rằng mình đã thăng lên quẻ vị về hề bậc thánh, do vì để thành lập đại vọng ngữ như thế nên họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, các ông phải mang lời của Như Lai để truyền dạy vào thời mạt pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sanh sẽ hiểu rõ nghĩa ấy là này, về không thể không để cho tâm mê của chính nó dấy khởi tội nghiệp tâm trọng. Các ông hãy bảo hộ, chi chở, tiêu diệt tà kiến và làm cho tâm thân tâm của họ khai ngộ diệu nghĩa chân thật. Đừng để họ gặp lối rẽ trên con đường tệ giác vô thượng, và chớ khiến lòng mong mỏi khi được một chút mẹ hề cho là đủ. Các ông hãy trở thành bậc đại giác phương thanh tịnh để chỉ dẫn hữu tình. Này e nan, khi thiện nam tử kia hành chánh thánh định đạt đến chấm dứt của hành uẩn, người ấy có thể sẽ quán sát dòng chảy nhiễm động của trong thanh quán uẩn khúc của tâm mình là tám sanh, anh khởi chung của tất cả chúng sanh trong thế gian, bất chợt nốt gút gót gấu kín nhỏ bí để giữ lưới nghiệp quay trẻ từ nhiều đời của mỗi chúng sanh liên quan với họ sĩ mở tung về sự cảm ứng với lưới nghiệp dày kín đó, sĩ
Đoạn tuyệt. Bây giờ người ấy sắp trải nghiệm một đại ngộ minh liễu ở bầu trời tịch diệt. Đây quý như người ấy nhìn lên ánh bình minh mờ nhạt ở phía đông. Sau khi tiếng ghè gáy vang lên, sáu căn của người ấy sỉ rỗng, không què tỉnh. Tĩnh lặng chúng không còn rong ruổi sáu trần. Hằng què nội ngội trạm nhiên trong sáng, người ấy vào không chỗ, vào về hiểu sâu về thọ mạng nguyên do của 12 loại chúng sanh. Người ấy có thể sẽ quan sát nguyên do của các thể loại chúng sanh, nhưng sẽ không bị chúng thu hút. Thức của họ sẽ hòa nhập với mọi thứ trong các thế giới khắp mười phương. Ánh sáng mờ nhạt về hè mè họ, họ quan sát để không phai mất. Về nó sẽ tỏ chiếu những gì đã từng giấu kín. Đây gọi là hè để tới khu vực của thức uẩn. Nếu đạt được sự hợp nhất của thức với có các thể loại chúng sanh mà chẳng bị chúng lôi cuốn, người ấy sẽ trừ sự phân biệt của sáu căn, và mỗi căn có thể sử dụng chức năng của những căn khác. Thí dụ như là căn mắt và căn tai sẽ kết nối lẫn nhau để cùng hoạt động thanh tịnh với tính năng tách rời hay hợp nhất. Thế giới trong mười phương cùng với thân tâm của họ sẽ như ngọc lưu ly trong ngồi lung linh. Xuyên suốt đến giai đoạn này thì họ là đạt đến chấm dứt của thức uẩn. Người ấy sẽ có thể siêu xuất ô trượt của thọ mạng khi quán xét nguyên nhân của thức uẩn thì họ thấy những ảnh tượng giả tạo dường như tồn tại nhưng lại chẳng tồn tại. Quèo trong tượng uẩn điên đảo là căn bổn của nó. Này e nan, khi để hoàn toàn dứt trừ hòn uẩn, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uẩn đã không còn, như đối với tịch diệt tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Tuy nhiên người ấy sẽ có thể làm cho các căn què của tâm mình hoạt động như một hột hột thay thế hoạt động cho nhau do thức của họ kết nối với hết thảy để thể loại chúng sanh, nên tất cả thể trở thành như một bản thể. Bởi vậy người ấy khi có thể sẽ kết luận rằng mình là nguồn cội viên mãn trở về tất của tất cả, là bổn nhân chân thật thường hằng. Do đó họ sẽ khởi sanh kiến giải thù thắng. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm của nhân đó, người ấy trở thành bạc lữ của bè Le Môn Hoàng Phát về thiêu luận thiết. Quay về Minh Đế, họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật, quên mất chính tri ý kiến. Đây gọi là lập luận thứ nhất. Người ấy dự trên kiến, trên ý tưởng để điều hù gì để đạt được, cho nên hơn cho rằng có nơi để trở về. Do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên thông bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống ngội đạo lại nữa. E nan, khi để hoàn toàn chức trừ hành uẩn, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức
đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uẩn để không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Một khi để vào thức uẩn, người ấy có thể xem thức đó là bản thể của mình, què nó trải rộng đến tận cõi thế cõi giới hư không. Họ có thể sẽ cho rằng tất cả chúng sanh thuộc 12 thể loại đều lui xuất từ trong mình, do đó họ sẽ không khởi sanh kiến giải thù thắng. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng mình có năng lực, nhưng thật ra chẳng phải. Người ấy trở thành bạc lữ của đại tự hữu tại thiên, về những rằng nghĩ rằng mình có thể hiện ra thân vô biên. Họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật và quên mất chánh tri kiến. Đây gọi là lập luận thứ nhì. Người ấy dựa trên ý tưởng chính mình có năng lực nên cho rằng mình tạo ra tất cả, do đó họ sẽ lìa xa giác ngộ viên thông, bội nghịch thành tịch diệt, gieo trồng hạt giống trở thành thiên thần đại kiên mãn, về cho rằng bản ngã của mình viên dung biến khắp. Lại nữa, cho khi hoàn toàn dứt trừ hành uổng, thiện nam tử kia sẽ trở thành hình về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đã không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần nhiễm màu thì họ cũng vẫn chưa viên mãn. Một khi để vào thức uổng, người ấy có thể sẽ nương tựa nơi đó rồi nhận làm thân tâm của mình từ hư kia lưu xuất về mọi thứ ở khắp hư trong mười phương, về từ đó sanh khởi bởi cho rằng thân tâm của mình vọt ra từ thức uổng. Người ấy có thể sẽ kết luận rằng thân này là chân thật thường hằng, về không sanh không diệt. Sự thật thì họ vẫn đang ở trong sanh diệt, nhưng lại tính toán về cho đó là thường trụ. Chẳng những để mơ muội về tánh không sanh không diệt, mà họ còn mơ muội về pháp sanh diệt. Họ an nhiên trụ ở cảnh giới u mê chìm đắm đó, về khởi sanh kiến giải thù thắng. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì vô thường là hề thường. Người ấy sẽ trở thành bạn lữ của tư hữu tại thiên. Họ sẽ mơ muội con đường giác ngộ của Phật, về quán mất chánh tri kiến. Đây gọi là hề lập luận thứ ba. Người ấy dựa trên ý tưởng có nơi nương tựa nên để tính toán sai lầm, do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên thông, bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống điên đảo về viên mãn. Lại nữa, khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uổng, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đã không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Nếu họ biết thức của mình viên dung biết khắp, người ấy có thể sẽ thành lập khiến giải để dựa trên sự nhận biết đó, rồi cho rằng hết thảy cỏ cây khắp mười phương đều là hữu tình, giống như loài người chẳng khác. Người ấy bảo rằng cỏ cây xanh làm người, rồi khi con người chết thì trở sanh làm cỏ cây khắp mười phương. Họ cho rằng sự nhận biết cùng khắp là như thế, về khởi sanh
khiến kiến giải thù thắng, người ấy sẽ rơi vào sự chấp hấp sai lầm rằng những gì vô tri có tri giác, người ấy trở thành bạn lữ của ngoại đạo. Tỷ khứ què hữu quân, họ chấp trước vạn hoặc điều có giác tri giác họ, họ sẽ mơ muội con đường giác ngộ của Phật, về hề quên mất chánh tri thức. Đây gọi là lập luận thứ tư. Người ấy ý dựa trên ý tưởng rằng cho có trí giác biến khắp nơi dẫn đến kết luận sai lệch, do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên thông, bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống điên đảo về tri giác. Lại nữa, khi đã hoàn toàn dứt trừ hành uổng thiện, nam nữ kia sẽ thành về cội nguồn của giác. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uổng để không còn, nhưng đối với tịch diệt, tinh thuần nhiệm màu của họ vẫn chưa viên mãn. Khi được hược tùy thuận về tính năng hổ nương tương ở trong nguyên dung của các căn, người ấy có thể sẽ cho rằng tất cả điều ấy sanh tử trong sự biến hóa viên dung đó. Thế nên họ sẽ cầu mong ánh sáng của lửa, ưa thích thanh tịnh của nước, yên mến hến dòng chuyển của gió, và hề xem xét thành tựu của đất. Họ sẽ tôn sùng các yếu tố này, rồi thành lập kiến giải rằng chúng là bổn nhân thường trụ. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì không sai, không sanh là không sanh. Người ấy trở thành bạc lữ của bè la môn mãn âm quan, những bè la môn khác mà cho rằng thân tâm phải khổ nhọc phụng sự về tôn sùng nước lửa để cầu mong ra khỏi sanh tử. Họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật về quên mất chánh tri ý kiến. Đây gọi là lập luận thứ năm. Người ấy mê muội chạy theo bốn đại, rồi dựa trên sự tính toán về chấp trước của tôn sùng mà thành lập nhân hư, nên dẫn đến quẻ hư không. Do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên thông, bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống điên đảo về biến hóa. Lại nữa, khi để hoàn toàn dứt trừ hành uổng thiện, nam tử kia sẽ về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đã không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Nếu trong tánh viên minh mè tính toán rằng có hư vô khó, trong đó người ấy có thể ý muốn diệt trừ mọi biến hóa khởi sanh, về dùng đoạn diệt vĩnh viễn để nương trụ họ, cho hoa đó là chỗ nương tựa về khởi sanh kiến giải thù thắng. Người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì chẳng phải nương tựa là chỗ nương tựa. Người ấy trở thành bạn lữ của các thần hư thông không ở trời vô thường. Họ sẽ mơ muội con đường giác ngộ của Phật và quên mất chánh tri kiến. Đây gọi là lập luận thứ sáu. Người ấy dựa trên ý tưởng rằng hư không ở trong nguyên minh nên thành tựu trạng thái trống rỗng, do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên mãn, bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống
của tư tưởng đoạn diệt, lại nữa khi để hoàn toàn dứt trừ hành uổng thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đã không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần hồn nhiễm màu của họ sẽ vẫn chưa viên mãn, cho ở trong trạng thái dường như viên thường, họ có thể sẽ cố sức giữ tâm thể để mong thường trụ, đồng như tánh tinh nguyên trường thọ chẳng nghiêng ngẽ. Què khởi sanh kiến giải thù thắng, người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm của tham muốn những thứ mà chẳng hẳn thể được, người ấy trở thành hạng lửa của tiên nhân hân vô tỷ, què mong cầu sống lâu, họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật, què quên mất chánh trị nghi kiến. Đây gọi là lập luận thứ bảy. Người ấy dựa trên sự chấp trước về nguồn gốc của mạng sống rồi thành lập nhân kiên cố vọng để thể hưởng đến quẻ trường thọ thế gian, do đó họ sẽ lìa xe giác ngộ viên thông bội nghịch thành tịch diệt, về gieo trồng hạt giống của trường thọ hư vọng. Lại nữa, khi để hoàn toàn dứt trừ hành uổng, thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đã không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thần nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Khi để quán sát mạng sống liên kết tương thông của tất cả hệ thể loại chúng sanh, người ấy có thể sẽ lui vào hệ để giao lưu với trần giao của mình. Do sự chúng tiêu tan nên họ sẽ biến hóa, què ngồi ở trong một cung điện hoa sen đầy khắp bảy báu với rất nhiều mỹ nữ, rồi theo túng tâm mình vào khởi sanh kiến giả ở thù thắng, người ấy sẽ rơi vào sự chấp trước sai lầm rằng những gì không thật là thật, họ sẽ trở thành hình bạn lữ của mê vương, mê muội con đường giác ngộ của Phật, huệ nên quên mất chánh tri thức. Đây gọi là lập luận thứ 8. Người ấy dựa trên sự phát khởi của suy tư lịch rồi quyết định chìm đắm hưởng thụ, do đó hoặc sẽ lìa xe giác ngộ viên thông bội nghịch thành tịch diệt, què gieo trồng hạt giống thiên ma. Lại nữa, khi đã hoàn toàn chức trừ từ hành uổng thiện nam tử kia sẽ trở thành về cội nguồn của thức. Đến đây, mặc dù sanh tử diệt của hành uổng để không còn, không đối với tịch diệt tinh thuần hồn nhiệm màu thì họ vẫn chưa viên mãn. Ở trong sự hiểu biết về căn nguyên của mạng sống, người ấy sẽ phân biệt giữa tinh tế và thô kịch, dựa trên sự hổ tương quê hay lại của nhân quẻ, họ sẽ quyết định cái gì là thật, cái gì là giả. Họ chỉ cầu cảm ứng về bội nghịch đạo hữu thanh tịnh ở trong tiến trình của kiến khổ đoạn tập chúng diệt tu đạo. Họ dừng nghỉ ở giai đoạn diệt mà chẳng tiến thêm về phía trước, về khởi sanh kiến giả ấy thù thắng, người ấy nhầm lẫn rằng mình đã thành bậc thanh quan định tánh rồi trở thành bạc lữ của hành tăng, không chịu học hỏi về ở những kẻ tăng thượng mạng. Họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật,
què quên mất chánh tri. Kiến đây gọi là lập luận. Thứ chín, người ấy ý dựa vào tâm tinh nguyên mong cầu. Kém ứng để thể hưởng đến quẻ tỉnh, do đó họ sĩ hỉ lìa xe giác ngộ viên thông bội nghịch thành tịnh dịch. Què gieo trồng hạt giống để sanh vào hàng bị phép không siết buộc lại nữa. Khi đẻ hoàn toàn chức trừ hành uổng thiện nam tử kia sẽ trở về cội nguồn của thức. Đến đây mặc dù sự sanh diệt của hành uổng đẻ không còn, nhưng đối với tịch diệt tinh thuần nhiệm màu của họ vẫn chưa viên mãn. Đến ở nếu ở trong giác minh thanh tịnh nguyên dung mà phát khởi nghiên cứu thâm diệt, thì người ấy sẽ liền yền thành lập tịch diệt mà chẳng tiến thêm về phía trước. Và khởi sanh kiến giải thù thắng, người ấy phẩm nhầm lẫn rằng mình để thành bậc độc giác định tánh rồi trở thành bạn lữ của hành tự mình giác ngộ các duyên. Về những ai không hồi tâm hướng về đại thừa, họ sẽ mê muội con đường giác ngộ của Phật và quên mất chánh tri. Hy kiến đây gọi là lập luận thứ 10. Người ấy dựa vào tâm hòa hợp với nguyên giác để trở thành quẻ trạm nhiên minh liễu, do đó họ sẽ lìa và xe giác miên thông bội nghịch thành tịch diệt. Què gieo trồng hạt giống để sanh hàng không để vượt khỏi chấp trước của viên giác quang minh này. E nan mười loại kiến giả hãy giữa lúc tu tập tỉnh lự như thế là do suy mê nên dẫn đến cuồng loạn. Nhân bởi sự suy mê hê muội nên ở trong sự chứng đắc chưa trọn nguyện, họ sanh tâm hâm què mè cho rằng mình để chứng đắc viên mãn. Đây điều là do sự giao tiếp của tâm với thức uổng nên mới xuất hiện những nhầm lẫn ấy. Cho chúng sanh mơ muội què chẳng thể tự suy ngẫm chính xác, nên khi gặp những trường hợp đó hiện tiền với mỗi cảnh hiện ứng theo hu tập khí yêu thích trong tâm mơ muội của họ, người ấy sĩ dừng nghỉ ở đó về cho rằng đây là chốn nương tựa an ổn cứu cánh. Họ sẽ nói rằng mình để viên mãn đạo vô thượng, do vì thì để thành lập đại vong ngữ như thế nên sau khi chấm dứt nghiệp chiêu cảm mè đẻ dẫn dắt người ấy trở thành tề. Hà me ngội đạo hoặc sĩ đọ họ địa ngục vô gián. Còn về hàng thanh văn, về bậc duyên giác thì họ sĩ không tăng tiến thêm nữa. Các ông phải nhất tâm gìn giữ đạo của Như Lai. Sau khi tê diệt độ, các ông phải mang pháp môn này để truyền dạy về thời mạt pháp, hầu khiến cho tất cả chúng sanh sĩ hiểu rõ ý nghĩ này, về không để tâm mê của chính họ giấy khởi tội nghiệp thâm trọng. Các ông hãy bảo hộ an ủi cứu giúp tiêu trừ tề duyên, về làm cho thân tâm của họ vào tri kiến của Phật. Như thế từ lúc khởi đầu cho đến khi hy thảnh tựu hữu, họ sẽ không gặp đường rỉ trong hằng hè xe kiếp chư Như Lai. Nhiều như
hư vi trần ở thể quá khứ để nương pháp môn. Như thế nên tâm khai ngộ về đắc đạo vô thượng, một khi thức uẩn chấm dứt, các căn của ông sẽ liền thay thế lợi, thì động lẫn nhau về từ trong chức năng hổ tương đó, ông sẽ có thể vào trí tuệ khô kim cang của bậc Bồ Tát. Khi đạt đến quang minh viên mãn của tâm tinh thuần, ông sẽ trải qua sự biến hóa, tâm của ông sẽ trở thành một như mặt trăng báu ở trong lưu ly thanh tịnh. Như thế cho đến ông sẽ trải qua các giai đoạn tu hành của Bồ Tát, như là bốn sự tu hành thêm của tâm: mười tín, mười trụ, mười hành, mười hồi hướng, mười địa kim cang, què đẳng, giác viên minh. Bấy giờ ông sẽ vào biển trang nghiêm què diệu, viên mãn tuệ giác, què trở về không chỗ chứng đắc. Đây là những việc ma quy tế được phân tích bằng giác tuệ minh liễu bởi chư Phật hoặc đến Thế Tôn Thuệ. Hỡi quá khứ, hứ trong lúc tu chỉ què tu quán, một khi em hiểu cảnh mê hiện tiền, ông sĩ hỉ có thể tày thì trừ tâm cầu nhiễm của mình, què không rơi vào tà khiến. Bấy giờ uổng ma he tiêu diệt, thiên ma he tồi tó, hối đại lực quỷ thần bỏ chạy, thì bạc mạng về yêu tinh quỷ quái chẳng còn dám xuất hiện. Ông sĩ hỉ thẳng tiến đến vô thượng giác về không, không chút mệt mỏi. Cho dù những ai khi với căn lành cạn mỏng thì cũng có thể tăng tiến đến đại tịch diệt què tâm chẳng mê muội vào hầu thời mạt pháp. Sẽ có những chúng sanh ngu độn, mặc dù họ thích tu tập chánh định không nhưng vẫn chưa thông hiểu tỉnh lự què không biết thiết pháp, nên ta y sợ họ rơi vào tà khiến. Vì vậy ông hãy dốc lòng khuyên bảo họ hãy thọ trì thì Phật đảnh thần chú này của ta. Nếu những ai vẫn chưa có thể tụng thuộc lòng, ông hãy dạy họ biên chiếp thần chú này về đặt ở thiền đường hoặc mang theo bên mình. Như thế tất cả chúng mê đều chẳng thể quấy nhiễu họ. Ông hãy cung kính què khâm tuân lời dạy của mười phương Như Lai, hãy tu hu hành tinh tấn để đạt đến cứu cánh tịch diệt. Đây là giáo huấn cuối cùng của ta. Lúc ấy tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ khâm phục lời dạy bảo của Phật, ghi nhớ hết chẳng quên. Ở giữa chúng đại chúng, ngài lại bạch Phật rằng: như lời dạy Phật dạy, ở trong tướng hiện của năm uẩn có năm nhóm. Hớm hư vọng là căn bổn của tâm si mê, chúng con chưa bao giờ được nghe Như Lai khai hy thị tường tận. Như thế lại nữa, khi năm uẩn này tiêu trừ là chúng tiêu tan cùng một lúc, hay là thiêu thứ tự, giả sử chúng tiên an biến thiêu thứ tự, vậy thì cái gì xác định đặc điểm của mỗi uẩn? Kính mong Như Lai khởi lòng đại từ mà giảng giải, để khiến cho đại chúng nơi đây được tâm thanh tịnh với mắt trong sáng. Què cũng sẽ làm con mắt cho tất cả chúng sanh vị lai
hay ở vào thời mạt pháp. Phật bảo ngài E Nan, bẩm giác viên mãn thanh tịnh, tinh nghiêng chân thật, huệ nhiệm màu trong sáng thì không lưu phu sĩ sanh tử hay các thần cấu về cho đến hư không, tất cả những thứ có đều nhân bởi vọng tưởng mà sanh khởi. Tuy nhiên từ trong bổn giác tinh nghiên chân thật vi diệu này, hư vọng lại phát sanh y báo thế gian. Đây quý như trường hợp của ghẻ từ thọ để mê lầm về khuôn mặt của mình, khi thấy nó trong gương si mơ của anh ta chẳng khởi sanh. Từ bất cứ nguyên nhân nào, do ở trong vọng tưởng nên có những chúng sanh thành lập tánh nhân duyên, có những kỹ mê muội về tánh nhân duyên thì cho là hề tự nhiên. Sự thật thì tánh của hư không kia cũng là do hiện hóa sanh ra, cho rằng vạn vật sanh ra từ nhân duyên hay tự nhiên đều là vọng hỗn tâm tính toán của chúng sanh. Này E Nan, những ai biết chỗ của hư vọng khởi sanh thì sẽ nói rằng nhân duyên của nó đến từ đâu. Những ai biết rằng hư vọng bổn không thì sẽ nói rằng nhân duyên của nó vốn như chỗ có, huống chi là những người chẳng biết hề biết gì về nhân duyên, về cho rằng các pháp về tự nhiên sanh ra. Cho nên Như Lai để giải thích cho ông rằng bổn chân của năm uẩn đều là vọng tử vọng tưởng. Thân thể của ông sanh ra về nhân bởi những nghĩ tưởng của cha mẹ ông, nhưng nếu tâm ông chẳng nghĩ tưởng thì ông sẽ không thể nào sanh đến. Thông qua những nghĩ tưởng mà mạng sống tiếp nối như ta để nói ở trước, khi tâm nghĩ về hề vị chua thì liền chảy nước miếng què, hề tâm nghĩ đến đang bước trên bờ vực thẳm thì lòng bàn chân bỗng dưng đau nhức. Sự thật thì dưới lòng bàn chân sẽ có bờ vực thẳm què, trong miệng cũng chẳng có vị chua. Nếu không có sự liên hệ giữa thân thể của ông về vọng tưởng thì nhân bởi gì mà làm cho miệng chảy nước miếng khi nhắc đến vị chua đây? Bởi vậy phải biết rằng sắc thân hiện tại của ông là một thí dụ của vật rắn chắc hư vọng. Đây là loại vọng tưởng thứ nhất, như để nói ở trước, khi tâm nghĩ đến đang bước trên bờ vực thẳm thì lòng bàn chân của ông bỗng dưng đau nhức. Tương tự như thế, cảm họ sanh bởi hư vọng cũng có thể tác động đến sắc thân của ông. Như hiện tại bây giờ ông đang trải nghiệm cái gì là vừa ý với lợi ích, về cái gì là nghịch với ý tổn hại. Hai loại trải nghiệm này đang tiếp nối truy đuổi là một thí dụ của cảm họ thọ hư ảo. Đây là loại vọng tưởng thứ nhì. Do đó niệm suy nghĩ khống chế sắc thân của âm, giả sử chẳng có hết sự liên hệ giữa thân của âm về ý niệm thì thân nhân bởi gì mà làm cho sắc thân của âm tỳ thì niệm sai tử đây? Muôn cảnh trọng nắp lấy ý của thân về sự nghĩ tưởng về khởi sanh ở trong tâm về bởi thân tương ứng theo hư niệm. Do đó tâm của ông nghĩ tưởng
Khi tỉnh giấc, về âm nằm mơ. Khi đi ngủ, tưởng niệm của âm dao động để tạo ra sự hiểu biết hư vọng là tính năng hợp tác giữa thân về tâm. Đây là loại vọng tưởng thứ ba. Kế đến có những sự biến hóa tuần tự chẳng ngừng nghỉ ý ở trong cơ thể chúng xoay quần ở với bến biến đổi quy thế như là móng tay què tóc mọc dài khí lực tiêu hao. Què nếp nhăn trên khuôn mặt, chúng tiếp nối thay đổi lẫn nhau suốt ngày lẫn đêm. Nhưng ông hoàn chẳng nhận ra chúng. Này e nan, nếu những sự biến hóa tuần tự này không phải là một phần của ông, thì tại sao thân thể của ông lại đổi dời? Còn nếu đích thật chúng là một phần của ông, vậy thì làm sao ông lại chẳng cảm nhận chúng? Các hành của ông niệm chẳng ngừng về chúng ẩn khuất sâu kín trong tâm. Đây là loại vọng tưởng thứ tư. Lại nữa, nếu chẳng đạt đến cảnh giới thường hằng về trạng nhiên bất động của tinh nguyên minh, liệu ông sẽ không còn trải nghiệm thị giác thính giác về những giác quan khác? Nếu tâm của ông sự thật đạt đến cảnh giới của tinh nghiêng chân thật, nó sẽ chẳng còn dung thọ tạp khí hư vọng. Thế khí tại sao khi âm thấy que he cảnh tượng kỳ lệ nào đó ở quá khứ, rồi trải qua nhiều năm ký ức nhớ về hề quên hình của việc đó đều sao hưu lãng, nhưng về sau khi hốt nhưng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ tương tự như trước kia, ông lại nhớ rõ ràng như có nó chưa từng hừng bị sao lãng. Tâm tinh nghiêng minh liễu mà ông tính toán về chưa rằng cho rằng nó là trạm nhiên bất động thật sự, thì nó dung thọ huân tập trong niệm này. E nan, nên biết rằng tâm trạng hạm nhiên đó nó không phải là chân tâm. Nhìn lướt qua thì có vẻ như rất tĩnh lặng, nhưng thật sự thì nó giống như dòng chảy xiết. Tuy ông nhìn thấy nhưng nó đích thuộc hoặc tự như dòng chảy xiết. Tuy âm nhìn chẳng thấy nhưng đích thật tự một dòng chảy xiết. Nếu ở trong thức uổng của âm chẳng có căn nguyên nhân vọng tưởng thì làm sao mà nó có thể dung vọng tưởng tích hết tập đây, trừ phi xấu hữu căn của âm hợp chất về có thể hệ hoạt động lẫn nhau bằng không. Ông sẽ thành bao giờ hờ dịu được vọng tưởng của mình? Đó là vì sao hiện tại tâm trạng nhiên thấy của ông vẫn còn xiết buộc với tập khí quy tế của thị giác, thính giác về cho đến tri giác. Cũng như thế, những cảnh tượng giả tạo này nằm ở trong trạm nhiên minh liễu của thức uẩn thì dường như tồn tại nhưng lại chẳng tồn tại. Đây là hệ loại điên đảo thứ năm về vọng tưởng vô cùng quy tế. Này e nan, năm uẩn được hình thành là do năm loại vọng tưởng đó. Ông nay lại thì muốn biết ranh giới sâu cạn của mỗi uẩn sắc què không, là biên yên tế của sắc chạm què rời, què biên tế của thọ
nhớ về quên là biên tế của tưởng, diệt về sanh là biên tế của hành, vào trạng thái trảm nhiên về hợp chung với trảm nhiên đó là biên giới của thức. Năm uẩn này sanh khởi thiêu thứ lớp ở bốn nghiêng của chúng, sanh ra là nhân bởi thức mè có về. Diệt mất là bắt đầu, ồ với sự tiêu trừ của sắc, ông có thể sĩ tỏ lòng, tỏ ngộ, nghĩa lý, tức khắc về nương giác ngộ mè có thể. Hệ sĩ cho rằng năm uẩn đồng thời tiêu tan, nhưng sự thì chúng không đồng thời diệt trừ mà chúng phải chấm dứt theo thứ tự tê đẻ. Hệ chỉ cho ông về điều này, khoe thí dụ khéo gút ở chiếc khăn tròn bông gòn, tại sao ông vẫn không hiểu và lại hỏi tê về việc đó. Ông nên thấu hiểu thâm suốt căn nguyên của vọng tưởng rồi hãy truyền hình dạy cho những vị tu hành tương lai ở trong thời mạt pháp, hãy cho họ nhận thức được hư vọng là do tự mình sanh ra để rồi có thể hết sức nhàm chán nó. Hãy hỉ làm cho họ biết có tịch diệt què không lưu liếng ba cõi này e nan. Giả sử có người mang bảy báu tràn đầy hư không khắp mười phương để dâng lên chư Phật nhiều như số quy trần, với tâm thừa sự cúng dường trong niệm niệm ý âm, nghĩ sao với nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, người ấy có được phước nhiều chăng? Ngài e nan thưa rằng hư không là vô tận, nên số lượng của trần hân bảo cũng vô biên. Thở xưa có chúng sanh chỉ cúng dường bảy đồng tiền cho Đức Phật, sau khi sẽ báo thân mà họ còn được ngôi vị của vua chuyển luôn. Hè huống là phước đức của người cúng dường chư Phật với số lượng trân bảo tràn đầy những cõi Phật trải rộng đến tận cùng hư không, dù có ai tính đếm trong không muôn kiếp thì cũng không thể hết phước đức. Phước đức ấy làm sao mà có giới hạn chứ Phật ngài e nan? Chư Phật Như Lai không bao giờ nói lời hư vọng. Giả sử có vi phạm trộn bốn giới nghiêm trọng về mười giới ngăn cấm, trong nháy mắt thì liền độ ở địa ngục vô gián ở thế giới này, rồi trải qua ở các thế giới khác, về cho đến phải trải qua hết những địa ngục vô gián tại các thế giới tận cùng ở mười phương. Tuy nhiên nếu trong một niệm mà lưu truyền pháp môn này về khai thị cho những ai chưa học qua thì tội chướng của người ấy liền ứng theo niệm về hệ tiêu diệt tất cả địa ngục mà cho họ phải trải qua thống khổ, sẽ trở thành cõi hỷ nước an lạc. Họ sẽ được phước đức về siêu việt người cúng dường ở trước gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần về như vậy, cho đến toán số thí dụ thì cũng không thể tính xuể. Này e nan, nếu những chúng sanh nào
Mẹ có thể tụng kinh hoặc có thể trì chú. Cho dù tê rộng lòng, tê rộng nói, hối công đức của họ suốt muôn kiếp thì cũng không hết. Những ai nương vào lời dạy của tê thì như pháp hành đạo, họ sẽ thẳng đến giác ngộ, về không còn gặp mê nghiệp. Lúc Phật thuyết kinh này xong, các vị tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, hàng trời người, người cùng phi thiên trong hết thảy hỷ thế gian, cũng như chư Bồ Tát về những vị ở nhị ý thừa, về phương khác cùng với chư hư thánh hiền tiên nhân đồng tử, về đại lực quỷ thần để sơ phát khởi đạo tâm đều rất vui, rồi đảnh lễ Phật về kéo lui. Kinh Đại Phật đảnh cứu cánh kiên cố, về mật nhân của Như Lai, về chư Bồ Tát vạn hạnh để tu chứng liễu nghĩa hết viễn mờ.